nhà, lại là mình đây. Ngay rồi, mình phải qua lòng cái đường. Hôm nay đoàn chúng tôi đang đi lên thành phố Bắc Cạn để giao lưu ở nhà. Đấy. Các thành viên trẻ tinh thần trẻ rất là. Bác Tài cho cháu mượn cái mic. Mic ở chỗ đăng cảnh này. Mic chỗ đăng cảnh này. Rồi nét luôn chứ đi. Ai đi đọc tập mới biết được. Muốn hát rồi. Alo alo. 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 Hầm ní nó này, hầm ní luôn. Anh lấy em cái. Đây này. Đây này. Alo. Bác ơi có một cái à bác? Hai cái đây. Hai cái đi. Alo. Là anh làm như thế này. Có pin anh ơi. Có pin à? Đoàn kết lên nhớ chưa? Wow. Anh em không biết cái gì thì bảo nhau. Nhớ chưa? Đoàn kết lên nhớ chưa? Em không biết bảo nhau nhá. Mấy ông này biết chưa? Nhớ chưa? Vui không? Này. Em qua bảo. Vui không? Ừ chứ anh gửi với mẹ đi. Ăn đồ. Hả? Em có mạng. Chụp xong rồi về gửi sao? Đây có vài mạng của mờ. Trên góc trên có luôn. Góc trên thì sợ. Anh em mở không? Anh ô tô rất là hiện đại nha. Ra đâu ấy? Đi. Anh yếu kết nối à? Anh yếu. Đây anh chưa. Này, tôi này. Cặp này. Dày tôi trong mày này. Dày bạn trước đây này. Dày tôi trong cặp nha, thì cặp. Đúng đúng rồi, chứ để sau ấy, cặp trước là chứ để sau. Đây kết nối không? Bạn tài rất nhiệt tình. Đoàn Lân về nhà nhá. Anh khạc ấy, em khạc ấy. Nhưng mà từ từ, anh mã TV là gì đó. Đây đây, chọn điều khiển được. Điều khiển được mà. Điều khiển ấn lâu anh ạ. Chọn được mà. Nói được mà, ui giời em quê đấy. Karaoke em khạc anh khạc. Em khạc anh khạc. Không có anh ơi, anh phải ấn vào mã TV. Chưa đây. Anh cứ ấn mắt, anh vừa ấn là cây đá đi cho dễ. Yeah. Từ từ anh xem nào. Bác ơi. Đấy, cho lên đây dàn đi bác ơi. Ở lên đây dàn thôi, chuẩn bị qua lòng cái đường. Tí bác ơi. Anh ấy đi được khánh rồi. Từ từ để anh xem nào. Rồi xem á. Tìm bên dưới anh ạ, tìm bên dưới. Không người có mà tìm kiếm thì cứ bảo đăng ở chỗ đăng nhập bây giờ. Anh khạc hay em khạc? À đây được rồi. Đây. Karaoke. Phải là karaoke. Đây. Chuẩn bị hát karaoke. Anh khạc nhầm gà. Đoạn này đi có mỗi đơn gái. Thế cái Uyên nhắc nó bảo đi không đi à? Uyên bảo là Uyên sợ là lên đến thành phố đi. Hả? Uyên bảo là lên phải là bởi vì anh à, anh khạc em khạc em. Alo. Anh em ngồi dưới đi nhảy bánh lên nhá. Anh sợ đi về. Xem ủng hộ cho mình xin một like và subscribe cả nhà ơi. Thank you cả nhà rất nhiều. Đây là tuyến đường dưới đường mình tại thành phố Thái Nguyên hướng đi Bắc Cạn đường quốc lộ 3 các bạn nha. Thank you cả nhà. Các bạn xem ủng hộ cho chúng tôi một like và subscribe. Vâng. Tín gửi mấy thằng ngựa giống sang bên lòng cái đường nhá. Ngựa giống. Anh bảo đây này. Ai chơi đi. Em bảo ra hết pin, hết pin. Chịu nha. Anh chuyển xe hả? Mai cái bắt lại à. Ơ, xếp pin nhở. Được, lỡ đi hai quả pin về sau đây. Thay hai quả pin vừa sạc vào. Dừng em ơi, tăng. Hát mấy bài mới, hát mấy cái bài cổ của các cụ làm gì? Hát mấy cái bài thời bố mẹ là này. Hay là hát nhạc đỏ đi. Đỏ em hát chú á. Hay là hát nhạc trung thu thiếu nhi đi. À, tí nữa bán con Linh Long cái đường. Sao không? Bên đấy nhiều giai đẹp hơn, bên này toàn mấy xấu dài thôi.
Bên đây toàn các anh đứng đắn thôi, đây toàn mấy anh kẻ danh thôi. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Mặt nhiều nhiều. Ok la. Anh ơi, tí nữa anh đi ôi giời, xe để tí nữa. Anh đi qua cái chỗ đường lên đường cao tốc một tí để em lấy mấy cái hàng nhỏ xong rồi vứt lên xe. Rồi anh vòng quay lại đi cái đấy, nó lên khoảng độ 50 mét rồi. Cái xe đại tử nó chạy lên đây. Nó chuyển bây giờ là đi qua lối vào cao tốc lấy để lấy hàng. Vâng. Xong rồi quanh vào cao tốc khoảng 50 mét là xe kia đang chờ đấy phải không? Không, xe vâng đúng rồi. Alo. Mày ở đây. Mày sao?